Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 26 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng kết ngành thủy sản năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sụt giảm mạnh, thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lãi suất cho vay đã giảm khoảng 0,3 đến 0,5%, rất nhiều doanh nghiệp mong muốn được vay vốn với lãi suất thấp hơn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Việt Nam cần có những chính sách để cải thiện chăm sóc người cao tuổi, thúc đẩy các cơ hội việc làm và đảm bảo tốt hơn quyền của người cao tuổi. Thưa quý vị, ngành thủy sản đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Bức tranh năm qua không mấy sáng sủa đối với ngành thủy sản khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã sụt giảm mạnh. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản chỉ đạt 6,72 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn gần 15% so với năm ngoái. Một phần là do yếu tố thời tiết và môi trường khi 70% thủy sản bị chết vì ô nhiễm nguồn nước. Nhưng nguyên nhân chủ yếu được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát chỉ ra đó là chất lượng thấp, giá thành cao dẫn tới sức cạnh tranh yếu. Có tới 8.000 tấn thủy sản bị đối tác trả lại do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự báo năm 2016, ngành thủy sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn do các nước nhập khẩu tăng cường hàng rào kỹ thuật, ví dụ như thị trường Mỹ đối với cá da trơn. Việc Mỹ đưa ra quy định cuối cùng về kiểm soát chất lượng cá da trơn xuất khẩu vào thị trường này, dù khắt khe thì đây cũng là lúc mà sản xuất cá da trơn của Việt Nam cần phải nhìn lại những yếu điểm của mình. Điểm yếu đầu tiên và cũng là lớn nhất chính là Việt Nam đang thiếu một quy chuẩn chung cho quy trình nuôi cá hiện nay. Theo các doanh nghiệp thì mặc dù Việt Nam đã có tiêu chuẩn Việt Gáp, nhưng quy chuẩn này một là khó thực hiện, hai là không đủ chuẩn để các doanh nghiệp có thể xuất khẩu sang các thị trường. Nuôi cá da trơn được hơn 10 năm nay, nhưng anh Trần Thòn Em chủ yếu nuôi cá theo kinh nghiệm, chăm sóc cho ăn, chữa bệnh, cũng đều dựa trên kinh nghiệm thực tế. Nếu chiếu theo tiêu chí hay quy chuẩn nào thì anh cũng không thể giải thích được. Thì tôi nuôi theo kinh nghiệm của tôi, mình thấy cũng khó khăn, tại vì mình không có theo, đã có kỹ sư, đã kinh nghiệm rồi thì người ta cũng hay hơn mình rồi. Chính vì người dân thường tự nuôi theo kinh nghiệm, nên các doanh nghiệp thu mua cá từ nông dân cũng khó kiểm soát về chất lượng. Cách đây 4 năm, doanh nghiệp này đã chi hàng trăm tỷ đồng để đầu tư 40 ao cá tự nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên, việc áp tiêu chuẩn này lại không được các thị trường xuất khẩu công nhận, dẫn đến doanh nghiệp phải tự mày mò gây dựng nên tiêu chuẩn riêng cho phù hợp với từng thị trường xuất khẩu. Việc này khiến doanh nghiệp loay hoay với đủ loại tiêu chuẩn và phải chi hàng chục nghìn đô la Mỹ để có được quy chuẩn cho mỗi thị trường. Dù là Đại học Cần Thơ cũng có đưa ra những cái quy chuẩn riêng của mình, cơ quan Na Phi cũng có đưa ra, nhưng mà nói chung thì người nông dân vẫn chưa có tiếp cận được và các doanh nghiệp cũng vậy. Do đó các doanh nghiệp và người nông dân vẫn phải tự mò mẫm để mà lập ra cái quy chuẩn riêng của mình. Ngoài thiếu một quy chuẩn thống nhất cho quy trình nuôi, điều khiến các doanh nghiệp hiện nay lo nhất là con giống, khi chủ yếu nguồn giống hiện đều được mua từ các trại sản xuất giống tư nhân, chưa có sự kiểm định chặt chẽ từ cơ quan chức năng. Việc chưa có một tiêu chuẩn nào cho con cá giống là điều khiến các doanh nghiệp hết sức lo lắng khi mà tỷ lệ hao hụt trên ao rất là cao, từ 40 đến 50%, nghĩa là với 100% con cá giống được thả xuống ao thì tỷ lệ thành phẩm thu được chỉ từ 40 đến 50%. Việc hao hụt này là một trong những nguyên nhân chính khiến giá cá xuất khẩu của các doanh nghiệp còn khá cao. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp kiến nghị cấp thiết cần có một quy chuẩn đồng bộ cho ngành cá, bắt đầu từ con giống, ao nuôi đến sản xuất chế biến. Tỷ giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường cả năm qua cũng chỉ tăng 3,16%, và theo Tổng cục Thống kê thì đây là mức tăng được kiểm chế hiệu quả trong bối cảnh nhiều áp lực đối với thị trường ngoại hối năm 2015. Riêng trong tháng này thì tỷ giá đô la Mỹ đã tăng gần 0,7% so với tháng trước do áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất kèm theo nhu cầu thanh toán cuối năm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trước đó thì việc Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh mạnh tỷ giá đồng nhân dân tệ cũng kéo theo làn sóng giảm giá mạnh của các đồng tiền vốn là các đối tác thương mại chính của Việt Nam. Để đối phó với những diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã mở rộng biên độ tỷ giá từ cộng trừ 1% lên cộng trừ 2%, rồi cộng trừ 3%. Lãi suất đối với đồng đô la Mỹ cũng đã được điều chỉnh giảm nhằm tăng tính hấp dẫn của tiền đồng. Mức lãi suất cho vay đã giảm khoảng 0,3 đến 0,5% so với cùng kỳ năm trước, đường mặt bằng lãi suất giảm khoảng 50% so với thời điểm cuối năm 2011. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp muốn vay để mở rộng quy mô, tăng thị phần xuất khẩu thì vẫn còn gặp không ít khó khăn.
Trước cơ hội thuế xuất nhập khẩu giảm về 0% nhờ cộng đồng kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do, công ty sản xuất hàng thể thao này đã tìm mọi cách để mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, để những quả bóng của họ có thể lăn trên sân cỏ của Hàn Quốc, Thái Lan hay Nga thì họ đang phải đau đầu với bài toán đầu tiên là lãi suất vay trung và dài hạn vẫn còn rất cao. Trung Quốc hiện nay cũng phải 15-20 năm cái lãi suất họ cho vay đối với doanh nghiệp ấy, cũng chỉ từ 4-5% một năm thôi. Thế mà của mình hiện nay là bây giờ giai đoạn tốt nhất hiện nay là 8-8,5%, đấy là ngắn hạn, dài hạn cao rất nhiều. Thì đấy là một trong những cái việc cạnh tranh là rất khó khăn với cả các doanh nghiệp ngay cạnh chúng ta thôi. Với lãi suất cao á, thì vấn đề không phải là doanh nghiệp họ vay không được, mà vấn đề họ sẽ ngại ngùng, họ không mạnh dạn sẽ đầu tư, thì họ cứ phát triển ở dạng doanh nghiệp nhỏ mãi. Và đặc biệt là chúng ta không cạnh tranh được với thị trường thế giới về xuất khẩu, vì chúng ta không thay đổi công nghệ, chúng ta không thay đổi thiết bị, mà muốn thay đổi cái đó là phải đầu tư lớn. Theo các hiệp hội doanh nghiệp, mức lãi suất vay trung và dài hạn phù hợp sẽ là từ 7-8%, thay vì 11-13% như hiện nay. Ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hội chợ hàng Việt Nam năm 2015 nhằm quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam tới người lao động và tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp và các làng nghề trên địa bàn thành phố. Với 87 gian hàng của trên 50 doanh nghiệp, các cơ sở làng nghề tham gia, hội chợ đã thu hút đông đảo người lao động và nhân dân trên địa bàn của huyện Đông Anh, khu công nghiệp Bắc Thăng Long tham gia. Các sản phẩm tham gia hội chợ rất đa dạng, từ hàng dệt may, da giày cho đến các mặt hàng gia dụng, điện, điện tử, cơ khí. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đến với hội chợ đã thực hiện chính sách giảm giá sản phẩm, tri ân hỗ trợ khách hàng và người lao động. Hội chợ lần này chính là hoạt động mở đầu cho tháng chăm lo đời sống của người lao động do tổ chức công đoàn phát động mỗi khi Tết đến xuân về. Trước tình trạng quá tải và dịch vụ chưa đáp ứng của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao chất lượng phục vụ. Chiều ngày hôm qua, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công việc này. Kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy khu vực cảng nội địa đã làm thêm một làn đường cho xe taxi, khu vực nhà gửi xe đã được mở rộng, công an cửa khẩu đã được trang bị thêm hơn 70 máy tính mới, tăng tốc độ xử lý, khu vực làm thủ tục bay đã được trang bị máy tự động, mở thêm một đường soi hành lý mới. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị được tăng cường và chặt chẽ hơn sau quyết định thành lập tổ công tác liên ngành. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có công văn hỏa tốc gửi các nhà đầu tư dự án giao thông theo hình thức BOT đã có lộ trình tăng phí từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Theo đó, thời hạn tăng phí sẽ lùi lại 6 tháng. Như vậy, việc tăng phí sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2016. Bộ cho biết căn cứ để chưa tính phí là do chỉ số giá tiêu dùng CPI thấp hơn nhiều so với dự kiến. Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp có dự án BOT thỏa thuận với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để tính toán điều chỉnh mức phí cho phù hợp. Giai đoạn năm 2015 đến 2020, vùng Tây Nam Bộ sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về kết cấu hạ tầng giao thông. Ngoài lĩnh vực đường bộ thì ba phương thức vận tải khác của khu vực bao gồm đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không cũng sẽ được quan tâm đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ nay đến năm 2020, ngoài việc hoàn thành các dự án đang triển khai dở dang tại các địa phương vùng Tây Nam Bộ, đơn vị này sẽ huy động khoảng 86.000 tỷ đồng để triển khai mới các dự án trong vùng. Trong đó, riêng lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ triển khai 33 dự án với tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng. Dù mức đầu tư cho giao thông đường thủy không nhiều nếu so với đường bộ, nhưng hiệu quả mang lại từ việc đầu tư này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển toàn vùng. Chẳng hạn vào cuối năm nay, khi dự án kênh Quang Chánh Bố hoàn thành, tàu có trọng tải đến 10.000 tấn có thể ra vào, mở ra triển vọng mới trong việc hạ giá thành xuất khẩu đối với các loại nông sản hàng hóa chủ lực của vùng. Tôi nghĩ đây là cái công trình đặc biệt quan trọng, vì khi mà nó hoàn thành cùng với cái cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thì các cái điều kiện hai bên bờ sông Hậu có thể chúng ta hình thành các cái khu cụm công nghiệp, và từ đó các nhà đầu tư đến, hàng hóa đi đường biển có thể xuất nhập trực tiếp ra các cái tỉnh, các nước trong khu vực. Nếu chúng ta xếp ở đồng bằng sông Cửu Long thì nó giảm đi cũng phải từ 5 tới 10 đô la trên một tấn. Thì 100.000 tấn thì nó sẽ là ra bao nhiêu tiền cho một doanh nghiệp. Và ở đồng bằng sông Cửu Long thì còn rất nhiều các cái doanh nghiệp và rất nhiều các loại hàng hóa nông sản khác nữa. Còn trên lĩnh vực hàng hải, 5 năm tới dự kiến sẽ có 8 dự án lớn được triển khai theo hình thức BOT. Trong đó có các cảng Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, đầu tư nạo vét luồng cửa tiểu Tiền Giang.
Cũng trong giai đoạn này, cảng hàng không Phú Quốc sẽ được mở rộng, nâng cấp và Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ đầu tư xây dựng sân bay An Giang với tổng kinh phí hơn 5.800 tỷ đồng. Thậm chí là cũng phải suy nghĩ tính đến cái đường sắt, một số tuyến đường sắt. Chứ còn nếu mà cứ chất tải lên đường bộ thì làm không kịp, nó phá đường nhanh lắm. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cũng tính đến cái biến đổi khí hậu của nước biển dâng. Hiện nay nó biến động khá là nhanh và mạnh. Tôi thấy rằng là nhanh và mạnh hơn so với dự báo và dự kiến của chúng ta. Tất nhiên là còn phải kết hợp rất nhiều yếu tố, kể cả làm đê không làm đê. Làm đê thì đường kết hợp với đê thế nào cũng phải tính đến cái chuyện này. Nếu so với giai đoạn 2010-2015 thì trong 5 năm tới, tổng mức đầu tư cho hạ tầng giao thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng hơn 27.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy giao thông vẫn là điểm nghẽn căn cơ của vùng trong việc thu hút đầu tư, cần được ưu tiên đầu tư phát triển. Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam cần có những chính sách để cải thiện chăm sóc người cao tuổi, thúc đẩy các cơ hội việc làm và đảm bảo tốt hơn quyền của người cao tuổi. Dù đã chọn nhiều làng nghề để quy hoạch phát triển, song tỉnh Bình Định vẫn chưa khai thác hết tiềm năng du lịch. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 12 là ngày dân số Việt Nam với chủ đề Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi. Với hơn 10,5% dân số, tức là vào khoảng 10 triệu người ở độ tuổi trên 60, Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ già hóa dân số từ năm 2011 và hiện là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất ở châu Á. Việt Nam cần có những chính sách gì để cải thiện chăm sóc người cao tuổi, thúc đẩy các cơ hội việc làm và đảm bảo tốt hơn nữa quyền của người cao tuổi, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi? Chúng ta sẽ cùng nhìn nhận vấn đề này trong phóng sự sau đây. Thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc, tỉnh Hải Dương. Mỗi tuần một lần, các tình nguyện viên của câu lạc bộ liên thế hệ thôn Phương Khê đến tận nhà chăm sóc cho các cụ già neo đơn tàn tật, coi các cụ như người thân trong nhà. Cũng bạn có hai chị em ruột thì em và em gái cũng không có chồng. Các cô chỗ tình nguyện viên này là có 13 người là trong tổ tình nguyện viên chăm sóc tại nhà. Mỗi nhà là ba người. Chăm sóc người già neo đơn chỉ là một trong nhiều hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ thôn Phương Khê. Một mô hình do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA hỗ trợ thành lập nhằm giúp người cao tuổi ở vùng nông thôn cải thiện thu nhập, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Người cao tuổi ở Việt Nam chiếm hơn 10% dân số và tỷ lệ này sẽ tăng nhanh trong những năm tới. Theo điều tra, trên 70% người cao tuổi Việt Nam chủ yếu sống ở nông thôn miền núi, không có tích lũy vật chất và phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình. Già hóa dân số nhanh chóng ở Việt Nam đặt ra nhiều thách thức cả về y tế, phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Các chuyên gia dự báo với tốc độ già hóa nhanh chóng như hiện nay, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già chỉ trong 15 đến 20 năm tới. Cái già hóa của chúng ta diễn ra một tốc độ rất nhanh mà có thể gọi là siêu tốc. Tôi lấy thí dụ như là nước Pháp thì nước Pháp mất 115 năm. Nhưng mà chúng ta đâu đó chỉ mất độ khoảng 22, 25 năm. Già hóa dân số là một vấn đề toàn cầu chứ không chỉ là thách thức của riêng Việt Nam. Kinh nghiệm của các nước là rất quan trọng để chính phủ Việt Nam hoạch định chính sách cũng như các chương trình an sinh xã hội phù hợp với người cao tuổi, đặc biệt là ở vùng nông thôn, người lao động tự do và những người có hoàn cảnh khó khăn. Như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Israel cũng phải đối mặt với già hóa dân số. Chúng tôi có những luật lệ nghiêm khắc và có một cơ quan chuyên trách các vấn đề về người cao tuổi. Ngay từ khi bước vào tuổi 50, người dân Israel, dù họ có làm việc hay không, đều được hưởng trợ cấp xã hội. Điều đó là một chính sách cốt yếu nhằm đảm bảo quyền của người cao tuổi. Để ứng phó với những thách thức của già hóa dân số, Chính phủ Việt Nam đã thông qua chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020. Các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam nên quy định tuổi hưu linh hoạt hơn, khuyến khích sự tham gia của tư nhân trong việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và thúc đẩy cơ hội việc làm cho người cao tuổi.
Sự việc hàng trăm người xếp hàng chờ đăng ký tiêm vaccine dịch vụ 5 trong 1 cho trẻ nhỏ tại hai điểm tiêm chủng ở đường Lương Thế Vinh và Vĩnh Hưng của Hà Nội trong ngày hôm qua 25 tháng 12 đã gây ra một cảnh tượng hỗn loạn. Và ngày hôm nay, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến việc tiêm chủng vaccine dịch vụ 5 trong 1. Ngay trong chiều ngày hôm qua, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố nêu rõ hiện đã có 160.000 liều vaccine 5 trong 1 Pentaxim và được phân phối cho các điểm tiêm vaccine dịch vụ được cấp phép. 40.000 liều còn lại sẽ được nhập về trong tháng 2 năm sau. Mọi hành vi trục lợi như tự ý nâng giá, tiêm vaccine tại nơi không đủ các điều kiện theo quy định đều bị nghiêm cấm. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Được biết, trong 160 cơ sở tổ chức tiêm vaccine dịch vụ Pentaxim đợt này thì chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh. 17 điểm tại Hà Nội sẽ được tổ chức tiêm trong tuần sau. Còn tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, ngoài 15.000 liều vaccine Pentaxim mà Hà Nội được phân bổ theo kế hoạch thì Bộ Y tế đã cam kết phân bổ thêm cho Hà Nội khoảng hơn 20.000 liều nữa từ nay cho đến trước ngày mùng 10 tháng 1 năm 2016. Dự kiến trong sáng nay thì Cục Y tế Dự phòng sẽ triệu tập đại diện của 17 điểm tiêm chủng để phổ biến và thống nhất kế hoạch tiêm vaccine Pentaxim nhằm đảm bảo cho người dân được tiêm chủng an toàn, tránh tình trạng xen lấn và xô đẩy. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thì vé tàu Tết Bính Thân 2016 đi các ngày cao điểm Tết đã được bán gần hết. Cụ thể là tính đến thời điểm này, các tàu khách số chẵn đã được bán gần hết vé. Chỉ còn ghế phụ đối với các ngày cao điểm từ 31 tháng 1 năm 2016 đến mùng 6 tháng 2, tức là từ ngày 22 tháng Chạp đến 28 tháng Chạp Ất Mùi. Tuy nhiên, các ngày từ 15 tháng 1 đến 30 tháng 1, tức là từ 15 tháng Chạp đến 21 tháng Chạp thì còn tương đối nhiều. Các tàu khách có số lẻ sau Tết đã bán được khoảng 45%. Tuy nhiên, đối với các ngày cao điểm, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng Giêng đã bán được trên 90%. Đối với các tàu trong các ngày nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng, các tàu khách số chẵn đã bán được hơn 85% và có thời điểm có tàu đã bán hết 100%. Chỉ còn gần một tuần nữa là hết năm và hơn một tháng nữa là đến Tết âm lịch. Thưởng Tết có lẽ là chủ đề mà người lao động quan tâm nhất vào thời điểm này. Năm ngoái đã từng xuất hiện tình trạng là thưởng Tết bằng hiện vật như dầu ăn hay là bột ngọt. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, luật không có quy định cấm thưởng Tết cho người lao động bằng hiện vật và cũng chưa quy định doanh nghiệp phải có tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, đại diện Bộ nhấn mạnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích các doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động một tháng lương. Nhưng thực tế, có những doanh nghiệp khó khăn, không bán được sản phẩm thì tặng cho người lao động hiện vật. Dù vậy thì đó vẫn là phải là những hiện vật có ý nghĩa, chứ không phải là những sản phẩm được bán được, không dùng được thì dùng cho việc thưởng Tết không còn ý nghĩa, có tinh thần động viên cho người lao động sau một năm làm việc vất vả. Thưa quý vị, trong số 38 làng nghề truyền thống được tỉnh công nhận, cách đây 8 năm thì tỉnh Bình Định đã chọn ra 5 làng nghề để quy hoạch phát triển du lịch. Thế nhưng từ đó đến nay, các làng nghề dần biến mất tên trong bản đồ du lịch của các hãng lữ hành. Ngành du lịch của tỉnh Bình Định đã không nắm bắt được cơ hội phát triển du lịch làng nghề so với tiềm năng như ở một số địa phương khác ở khu vực miền Trung. Gắn bó với nghề nấu rượu bào đá từ thời còn trẻ, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung rất tự hào khi rượu do bà Chân cất đã sang đến tận đất nước Nhật Bản. Thỉnh thoảng ngôi nhà của bà cũng như các hộ nấu rượu trong làng lại đón những đoàn du khách nước ngoài đến tìm hiểu về làng nghề truyền thống rượu bào đá. Khách du lịch là thường xuyên tới, quay phim rồi chụp hình rồi là thích thú lắm. Khách du lịch là nhiều nơi là tìm đến cái làng nghề. Khi khách du lịch đến đây là coi như là người ta tìm hiểu trong cái nguồn gốc của cái làng nghề, rồi người ta thích thú là người ta đâu đâu người ta còn tìm tới cái làng nghề đó người ta mua rượu. Không chỉ làng nghề rượu bầu đá mà những làng nghề khác ở thị xã An Nhơn thật sự có sức hút đối với du khách, bởi các làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm với những sản vật hầu như không đâu có như bún son thằng, nón gò găng. Thế nhưng tiềm năng du lịch từ các làng nghề ở vùng đất này lâu nay vẫn chưa được khai thác đúng mức. Các tour du lịch đến đây ngày càng thưa thớt. Cái làng nghề mình cũng chưa được củng cố cái quy hoạch cho nó bài bản, nó còn sơ khai. Cái hai nữa là cái đường di chuyển của nội bộ từ làng nghề này qua làng khác là nó còn quá nhỏ hẹp mà nó không có phục vụ được cho vấn đề di chuyển những cái tour du lịch lớn. Trong năm 2014 là Viettravel có tổ chức một những cái chuyến du lịch của Bình Định.
trong đó có kết hợp du lịch làng nghề An Nhơn. Nhưng mà trải qua nhiều mấy lần tour thì gần như thế này không thấy thực hiện. Chắc là do lý do vì cái đường xá nó cản trở, cho nên cái thời gian người ta phục vụ nó bị hạn hẹp. Con đường vào làng nghề rượu bầu đá chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ô tô chạy lọt. Nếu có chiếc ngược chiều, các bác tài không biết xoay trở vào đâu. Đó có phải là nguyên nhân khiến các hãng lữ hành sau khi đưa khách đến các làng nghề ở Bình Định một vài lần đã không còn quay trở lại? Thật đáng tiếc khi chỉ vì hạ tầng giao thông quá yếu kém mà các làng nghề mất đi nhiều cơ hội phát triển du lịch. Tỉnh đang tập trung vào cái công tác là nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và đặc biệt là những cái con đường mà dẫn đến các cái làng nghề mà chúng ta chuẩn bị để khai thác du lịch. Về vấn đề thứ hai thì tỉnh cũng đã cố gắng đầu tư cái nguồn nhân lực tại làng nghề, là để cái nguồn nhân lực này là biết phát triển về du lịch cộng đồng. Khai thác du lịch làng nghề đòi hỏi không chỉ giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật làm du lịch cho người dân làng nghề cũng là yếu tố quan trọng để các làng nghề trở thành điểm đến trong tour du lịch của các hãng lữ hành. Như vậy, tỉnh Bình Định sẽ còn nhiều việc cần làm để có thể khai thác du lịch từ các làng nghề. Đoàn công tác gồm 15 đại sứ trong câu lạc bộ các đại sứ ẩm thực cùng với đại diện của Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã đến thăm thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã tìm hiểu về những tiềm năng hợp tác văn hóa, thương mại và đầu tư giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của các quốc gia. Từ đây, đoàn đã hiểu thêm về cuộc sống của thường nhật của các cư dân với những phong tục tập quán, sinh hoạt, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa đang được bảo tồn và phát huy cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các làng nghề truyền thống, qua đó đưa hình ảnh của Đà Nẵng và Hội An tới các quốc gia, giúp nơi đây ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế. Câu lạc bộ đại sứ ẩm thực được thành lập từ sáng kiến của Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam thông qua việc tìm hiểu các nét văn hóa Việt Nam qua các vùng miền. Và ở phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết. Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên truy cập vào website cũng như trang YouTube chính thức của Ban Trưởng Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam để theo dõi lại các chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.